Chào các bạn thân mến, tôi là Dược sĩ Tư vấn Sức khỏe. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề mà nhiều người thường xuyên gặp phải, đó chính là táo bón, và đặc biệt là ở người lớn tuổi. Táo bón tưởng chừng là chuyện nhỏ, nhưng mỗi khi xảy ra lại khiến cho người bệnh vô cùng khó chịu, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Người già là đối tượng dễ mắc táo bón hơn do sự suy giảm chức năng của các cơ quan trong cơ thể, khiến cho việc đi vệ sinh trở thành một thử thách mỗi ngày. Vậy làm sao để giúp cho ông bà, cha mẹ chúng ta vượt qua tình trạng khó chịu này? Hãy cùng tôi khám phá những thực phẩm nên bổ sung để giúp họ dễ dàng đi vệ sinh, cải thiện sức khỏe và tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn. Các bạn hãy cùng xem đến cuối video để chăm sóc sức khỏe cho những người thân yêu của mình một cách tốt nhất. Vậy dấu hiệu của táo bón là gì? Táo bón là tình trạng mà phân khô cứng, khó đi và khi đi phải dùng sức rất là nhiều. Tần suất đi vệ sinh rất ít, khoảng 3 ngày hoặc là 1 tuần thì mới đi được một lần. Bụng trướng hơi, căng tức khiến cho người bị táo bón cảm giác khó chịu và dễ dẫn tới cáu gắt. Vậy tại sao người cao tuổi lại hay bị táo bón? Có rất là nhiều nguyên nhân có thể kể đến như là suy giảm chức năng hệ tiêu hóa, ít vận động, thiếu ngủ hay là chế độ dinh dưỡng không hợp lý, hoặc do các phương pháp điều trị bệnh lý mãn tính có tác dụng phụ là táo bón. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào các nguyên nhân cụ thể hơn. Nguyên nhân đầu tiên là suy giảm các chức năng trong cơ thể. Như các bạn đã biết, quá trình lão hóa thì bắt đầu xuất hiện từ năm 30 tuổi. Giống như các cơ quan khác trong cơ thể thì hệ tiêu hóa của những người lớn tuổi cũng bị suy giảm chức năng theo thời gian. Nhu động ruột giảm sẽ khiến cho các chất cặn bã di chuyển chậm trong đại tràng. Tích tụ lâu ngày thì sẽ dẫn tới táo bón. Nguyên nhân thứ hai là ít vận động. Những người cao tuổi thường ít vận động hơn bởi các chức năng trong cơ thể bị suy giảm. Đặc biệt là ở độ tuổi này thì hay gặp phải các bệnh lý về xương khớp như là loãng xương, đau nhức xương khớp, chân tay yếu. Điều này sẽ cản trở quá trình hoạt động. Việc ít vận động sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, giảm nhu động ruột và mất đi cảm giác buồn đi vệ sinh. Nguyên nhân thứ ba là thiếu ngủ, căng thẳng và mệt mỏi. Việc thiếu ngủ, ngủ không ngon giấc sẽ làm giảm tiết hormone, khiến ăn nhiều hơn, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, gây khó tiêu, táo bón và rối loạn tiêu hóa. Nguyên nhân thứ tư là chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Chế độ dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới tình trạng táo bón ở người lớn tuổi. Việc uống quá ít nước do các bệnh lý có liên quan tới hệ tiết niệu như là phì đại tiền liệt tuyến hoặc là ngại đi vệ sinh do đau nhức xương khớp cũng là một trong những nguyên nhân rất hay gặp ở người lớn tuổi. Việc uống ít nước sẽ làm cho phân trở nên khô và cứng, khó đào thải ra ngoài. Việc ăn ít chất xơ, ăn ít rau củ quả và ăn quá nhiều dầu mỡ hay là ăn quá nhiều chất bổ chất đạm sẽ khiến cho hệ tiêu hóa của những người lớn tuổi khó chuyển hóa và hấp thu hết. Nguyên nhân thứ 5 là do các tác dụng phụ của các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Việc sử dụng trong một thời gian dài một số phương pháp điều trị bệnh thì có thể sẽ có tác dụng phụ là làm giảm nhu động ruột và làm chậm khả năng tiêu hóa. Vậy táo bón lâu ngày sẽ gây ra những hậu quả gì? Táo bón lâu ngày không được điều trị có thể gây ra những biến chứng ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa nói riêng và sức khỏe của người bệnh nói chung, như là bệnh trĩ, nứt kẽ hậu môn hoặc là sa trực tràng. Theo một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, người bị táo bón mãn tính thì có nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng cao hơn 1,6 lần so với người bình thường. Thêm vào đó thì người bị táo bón mãn tính sẽ dễ bị mắc khối u lành tính ở đường tiêu hóa. Và việc cố dặn khi đi đại tiện sẽ khiến cho người già phải gắng sức và tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và huyết áp như là suy tim xung huyết, rối loạn nhịp tim, bệnh mạch vành cấp hoặc là bóc tách động mạch chủ. Do vậy, điều quan trọng là các bạn cần phải xử lý sớm táo bón để tránh các biến chứng nguy hiểm sau này. Bác sĩ sẽ thường căn cứ vào nguyên nhân gây ra táo bón để lựa chọn được phương pháp điều trị cụ thể. Nhưng về cơ bản, việc điều trị táo bón sẽ thường bao gồm các yếu tố sau. Đầu tiên là chế độ ăn uống. Người bệnh thì nên uống đủ ít nhất 2 lít nước một ngày. Tiếp theo là tăng cường chất xơ trong chế độ ăn uống, như ăn nhiều loại rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên cám. Các bạn cũng nên ăn các loại thức ăn lỏng như là cháo và súp để dễ tiêu hóa. Ngoài ra thì các bạn không nên ăn các loại quả xanh chát vì có chứa nhiều tannin dễ gây táo bón. Không nên uống nước ngọt đóng chai, không ăn những thực phẩm chứa nhiều đường và không nên uống rượu bia. Thứ hai là về vận động, thì người bệnh nên tập thể dục ít nhất 30 phút một ngày. Việc di chuyển sẽ khiến cho nhu động ruột hoạt động hiệu quả và làm giảm tình trạng táo bón.
Thứ ba là không nên nhịn đi đại tiện. Việc nhịn đi đại tiện thì sẽ gây áp lực lên hậu môn và trực tràng, khiến cho phân tích tụ, sẽ càng làm cho tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra thì người bệnh cũng nên tập một thói quen đi đại tiện vào một khung giờ cố định mỗi ngày để hình thành nên giờ sinh học cho cơ thể. Điều này sẽ giúp cho chúng ta đi đại tiện đều đặn trong một khung giờ mỗi ngày. Phương pháp tiếp theo là thụt hậu môn. Khi việc đi đại tiện quá khó thì chúng ta sẽ phải sử dụng phương pháp này. Tuy nhiên thì người bệnh cần nắm kỹ phương pháp và sản phẩm thụt phù hợp trước khi áp dụng để tránh làm tổn thương niêm mạc vùng hậu môn và trực tràng. Nếu các bạn làm đủ các bước trên mà tình trạng táo bón không được cải thiện thì nên đi khám để tìm ra được nguyên nhân cụ thể để có hướng giải quyết hiệu quả. Vậy những loại thực phẩm nào nhuận tràng tốt cho những người bị táo bón? Súp lơ, đây là một loại thực phẩm tuyệt vời chứa hàm lượng sulforaphane dồi dào, một chất có khả năng bảo vệ đường ruột và hỗ trợ quá trình đi tiêu dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, sulforaphane còn giúp ngăn chặn sự phát triển quá mức của các loại vi sinh vật có hại trong đường ruột, từ đó giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Thứ hai là những loại quả mọng như là việt quất, dâu tây, mâm xôi. Không chỉ bắt mắt mà còn là một loại siêu thực phẩm cho hệ tiêu hóa nhờ lượng chất xơ cao. Chất xơ từ các loại quả mọng sẽ giúp tăng cường hoạt động của nhu động ruột, làm mềm phân và cải thiện tình trạng táo bón, khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Tiếp theo là táo và lê. Táo và lê chứa hàm lượng đường cao, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Thêm vào đó thì lượng nước cao trong hai loại quả này sẽ giúp cho phân được mềm và dễ di chuyển, ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Một trái táo hay là lê mỗi ngày không chỉ cung cấp dinh dưỡng mà còn giúp cho hệ tiêu hóa luôn hoạt động trơn tru. Loại quả tiếp theo là chuối. Đây là một trong những sự lựa chọn hàng đầu khi gặp phải vấn đề về táo bón, bởi chúng chứa nhiều chất xơ và nước, giúp thúc đẩy nhu động ruột. Một trái chuối thì trung bình có thể cung cấp 10% lượng chất xơ cần thiết hàng ngày, giúp cho bạn dễ dàng duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Khoai lang và khoai tây cũng là một trong những thực phẩm không thể bỏ qua trong danh sách này. Một củ khoai lang cầm vừa tay thì có chứa tới 3,8g chất xơ, hỗ trợ hiệu quả trong việc ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón. Chất xơ từ khoai lang sẽ giúp tăng khối lượng phân, từ đó sẽ giúp giảm thiểu thời gian phân lưu tại ruột. Sữa chua. Sữa chua là một trong những món ăn quen thuộc và là người bạn thân thiện của hệ tiêu hóa nhờ vào probiotic, những vi khuẩn có lợi giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc sử dụng sữa chua chứa probiotic mỗi sáng có thể mang lại hiệu quả đáng kể trong việc giảm tình trạng táo bón, đặc biệt là việc duy trì đều đặn khoảng 180ml sữa chua một ngày và thực hiện trong vòng 2 tuần thì sẽ giảm đáng kể tình trạng táo bón. Sữa chua không chỉ làm cho phân mềm mà còn cải thiện sức khỏe đường ruột, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái. Những loại thực phẩm kể trên chính là trợ thủ đắc lực trong hành trình cải thiện hệ tiêu hóa, giúp cho bạn đẩy lùi táo bón và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn mang lại sự thư thái nhẹ nhàng cho cơ thể, giúp cho bạn luôn cảm thấy khỏe khoắn mỗi ngày. Nếu bạn thường xuyên bị táo bón thì hãy cân nhắc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa. Một trong những sản phẩm mà tôi khuyến khích các bạn sử dụng đó chính là Insotagol. Đây là sản phẩm hỗ trợ điều trị táo bón được rất nhiều người tin dùng. Insotagol thì có những thành phần rất tốt cho hệ tiêu hóa. Các thành phần này không chỉ giúp cải thiện tình trạng táo bón mà còn giúp nuôi dưỡng và bảo vệ hệ vi sinh vật đường ruột, giúp cho ruột hoạt động hiệu quả hơn. Trong sản phẩm Insotagol thì có chứa mủ chôm, phosphoregum, được chiết xuất từ thực vật rất an toàn và có tác dụng là làm mềm phân, tăng khối lượng phân, giúp kích thích nhu động ruột để có cơn buồn đi vệ sinh. Các chất xơ hòa tan thì có tính chất dính và mềm, có thể hấp thụ nước và trở thành một dạng gel ở bên trong đường tiêu hóa. Chất xơ hòa tan thì có thể giúp làm mềm phân, để phân có thể di chuyển trong đường tiêu hóa dễ dàng hơn. Insotagol thì giúp bổ sung lợi khuẩn dạng bào tử, trong đó thì có chủng Bacillus clausi và Bacillus coagulans. Đây là hai chủng lợi khuẩn được nghiên cứu có chủ yếu trong hệ tiêu hóa và được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh và giúp cho đường ruột khỏe mạnh hơn. Men vi sinh dạng bào tử trong Insotagol thì cho khả năng sống sót cao ở axit dịch vị, vượt trội hơn hẳn so với dạng lợi khuẩn trưởng thành, từ đó giúp làm tăng hiệu quả cải thiện cân bằng hệ vi sinh đường ruột và ngăn ngừa táo bón. Sản phẩm còn bổ sung chất xơ hòa tan FOS là một loại prebiotic có nguồn gốc từ thực vật, làm thức ăn cho các lợi khuẩn sống trong đường ruột để lợi khuẩn tăng sinh tốt và thực hiện được các chức năng của mình. Ngoài ra thì FOS có vai trò như chất xơ trong tiêu hóa, giúp tăng khối lượng phân để dễ dàng đi vệ sinh hơn, giảm tình trạng táo bón. Thành phần khác trong sản phẩm là mủ chôm. Trong đông y thì mủ chôm có vị ngọt, tính mát và có chứa hàm lượng cao các chất xơ,
và một số khoáng chất như là magie và kẽm. Những chất xơ này sẽ trương nổi trong nước ở đường ruột, giúp gắn kết những thành phần cặn bã không hấp thu để làm tăng khối lượng phân, tăng nhu động ruột và giảm tình trạng móp giặt và đi ngoài đau giáp. Thành phần tiếp theo là fibrillogum. Đây là một chất xơ hóa tan được tìm thấy trong nhựa cây keo, không được tiêu hóa và hấp thu tại ruột. Chất xơ này sẽ hấp thụ nước trong đường ruột, khiến tăng khối lượng phân và làm mềm phân nên cải thiện được tình trạng táo bón. Ngoài ra thì sản phẩm còn bổ sung các vitamin nhóm B, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các enzyme, protein điều tiết ra các phản ứng hóa học trong cơ thể, rất quan trọng trong việc chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và các chất cần thiết khác. Sản phẩm được thiết kế dưới dạng gói tiện dụng, hương vị thơm ngon và phù hợp với mọi lứa tuổi. Táo bón là vấn đề mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết và phòng ngừa nó một cách hiệu quả bằng các biện pháp đơn giản tại nhà. Các bạn hãy nhớ rằng việc duy trì một lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất và kết hợp với việc sử dụng sản phẩm Insotagon sẽ giúp cho các bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng bệnh của mình hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm Insotagon thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline để được tư vấn nhanh nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.